Xin chào các học sinh lớp 10. Hôm nay chúng ta sẽ đến với đề bài phân tích 14 câu giữa đoạn trích Trao Duyên, trích Truyện Kiều của Nguyễn Du. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem 6 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video, mời các em nghe bài phân tích hay nhất về 14 câu giữa đoạn trích Trao Duyên. Nguyễn Du là một đại thi hào của dân tộc. Ông đã từng sống gian khổ ở nhiều vùng quê khác nhau nên đã chứng kiến những bất công ngang trái của cuộc đời, đặc biệt là người phụ nữ tài hoa bạc mệnh. Sau khi đi sứ Trung Quốc, Nguyễn Du đã sáng tạo nên kiệt tác Truyện Kiều. Đoạn trích Trao Duyên trong Truyện Kiều là một đoạn trích thể hiện bi kịch tan vỡ, giang dở tình yêu của Thúy Kiều và Kim Trọng. Nếu như ở những câu đầu, Thúy Kiều nhờ cậy em gái Thúy Vân kết duyên với Kim Trọng, thì ở 14 câu tiếp, Thúy Kiều đầy xót xa, đau đớn mà trao kỷ vật cho Thúy Vân và nhờ cậy em chuyện mai sau. Khi tình yêu giữa Thúy Kiều và Kim Trọng đang diễn ra tươi đẹp và đằm thắm, thì thình lình tai biến lại dồn đến. Sau khi thu xếp mọi việc bán mình để cứu cha và em, ngày mai nàng sẽ phải theo Mã Giám Sinh rời khỏi nhà. Đêm ấy, Kiều không đành lòng với tình cảm giang dở cùng Kim Trọng, nên cuối cùng sau khi tìm cách thuyết phục và trao duyên cho em, khi thấy Vân đã cảm thông, Thúy Kiều đem từng kỷ vật trao tình yêu giữa mình và Kim Trọng ra trao cho em gái. Chiếc vành với bức tờ mây, duyên này thì giữ vật này của chung. Dù em nên vợ nên chồng, xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên. Mất người còn chút của tin, phím đàn với mảnh hương nguyện ngày xưa. Thúy Kiều từ từ trao lại những kỷ vật tình yêu, chiếc vành, bức tờ mây, rồi đến phím đàn, mảnh hương nguyện cho Thúy Vân. Kiều đưa cùng một lúc nhưng là đưa từng món một. Mỗi món đều gắn với một kỷ niệm, mang một ý nghĩa của mối tình nồng nàn. Tưởng như Thúy Kiều vừa trao, vừa ngập ngừng ngắm nghía lại từng cảnh vật, nhớ lại từng kỷ niệm với nỗi lòng tiếc nuối, khôn nguôi cho mối tình tươi thắm ngày nào. Với Vân, có thể đó là những vật vô tri, nhưng với Kiều, mỗi kỷ vật là cả một trời ký ức, là nhân chứng cho một tình yêu hạnh phúc, là lời thề nguyện gắn bó trăm năm, gắn liền với những ngày đẹp nhất đời Kiều. Khi đã gửi gắm tất cả lại cho Thúy Vân, nàng căn dặn em, duyên này thì giữ vật này của chung. Duyên này là duyên giữa Thúy Vân và Kim Trọng, chứ phần của Kiều kể như đã hết. Chị đã trao duyên lại cho em, nhưng những kỷ vật này thì xin em hãy coi là của chung, bởi còn có một phần là của chị. Lúc Kiều kể về mối tình của mình cho Vân nghe, giọng điệu của nàng vẫn bình tĩnh. Nhưng đến lúc trao kỷ vật, nàng cảm thấy mình đã mất hết nên không thể kìm nén được cảm xúc đang dậy sóng trong lòng. Nàng tiếc nuối, đau đớn khi có người thứ ba chia sẻ, trái tim bắt đầu lên tiếng. Cảnh ngộ bắt Kiều phải lỗi thề, nhưng trong đáy lòng nàng đâu dễ để có thể nguôi đi được lời thề xưa và đoạn tình cũ được. Đầy xót xa sầu tủi, trong đau đớn tận cùng, Thúy Kiều phải chăng vẫn giữ lấy một chút an ủi nhỏ nhoi. Những tưởng rằng trao xong duyên là lòng nhẹ bẫng, không còn vướng bận, con đường phía trước sẽ không còn gì níu kéo. Nhưng ai ngờ trong tâm hồn Kiều lại chứa đựng bao nhiêu sự giằng xé, cố níu kéo đau đớn. Rõ ràng lý trí bắt buộc Kiều phải dứt tình với Kim Trọng, nhưng tình cảm của nàng lại không thể tuân theo một cách dễ dàng. Nỗi đau như đọng lại ở câu thơ, dù em nên vợ nên chồng. Kiều tự thấy mình đáng thương, mình là người mệnh bạc để người khác phải xót xa thương hại. Mất người còn chút của tin, Kiều chỉ có thể trao duyên, còn tình nàng vẫn không thể trao. Nàng không thanh thản, nàng đau đớn đến nỗi nghĩ tới cái chết. Nàng dùng rằng gửi gắm tất cả lại cho Thúy Vân, rồi tâm trạng mâu thuẫn thật sự trong lòng nàng mới bùng lên mạnh mẽ, nửa muốn trao, nửa muốn giữ. Nàng đã mất bao công sức để thuyết phục em, nhưng chính lúc em chấp nhận cũng là lúc Kiều bắt đầu chơi vơi, cố níu kéo tình yêu lại với mình. Sau đó Kiều để mặc cho tình cảm tuôn trào. Nhưng có điều đặc biệt nằm ở chữ giữ và của chung. Giữ không có nghĩa là trao hẳn, mà chỉ là đưa cho em giữ hộ. Còn chữ của chung lại thể hiện tâm lý là Kiều không đành lòng trao tất cả lại cho em. Những chữ đó chứng tỏ tình yêu của nàng và Kim Trọng thật nồng nàn sâu sắc. Tuy nhiên, Kiều vẫn trao duyên cho em,
khẳng định Thúy Kiều đã đặt hạnh phúc của người mình yêu lên trên hết. Đoạn thơ là một tiếng nấc chứa đầy tâm trạng của nàng khi ấy, khiến người đọc cảm thấy đau lòng. Đó cũng là tài năng miêu tả tâm lý độc đáo của đại thi hào dân tộc Nguyễn Du. Quá đắng cay cho số phận của mình, thấy rõ là mình mệnh bạc, tất cả đã thành quá khứ. Thúy Kiều nghĩ đến một mai sau mù mịt, đau thương khi mình đã chết. Hơn lúc nào hết, ý nghĩ ấy cứ hiện ra và rõ nét dần. Mai sau dù có bao giờ, đốt lò hương ấy sau tơ phím này, trông ra ngọn cỏ lá cây, thấy hiu hiu gió thì hay chị về. Hồn còn mang nặng lời thề, nát thân bổ liễu đền nghỉ trước mai. Đoạn thơ như một lời chiêu hồn buồn thẳm, một hơi thở khác hẳn với lúc bắt đầu trao duyên. Đây vẫn là những lời tâm sự của Thúy Kiều với Kim Trọng, mà sao lời lẽ bất chợt trở nên xa lắng, mù mịt, phảng phất ma mị, như từ cõi bên kia vọng về đến thế. Hàng loạt từ nói về cái chết, âm điệu chập chờn, hư ảo, thời điểm không xác định mai sau bao giờ, không khí linh thiêng đốt lò hương, so tơ phím, hình ảnh phất phơ, ma mị ngọn cỏ lá cây, hiu hiu gió. Bắt đầu từ đây, Kiều mới thực sự cảm nhận được cái bi kịch của đời mình, bi kịch của sự mất mát, bi kịch của nỗi cô đơn. Nàng cảm thấy mình thật đáng thương, tâm thức đang chìm dần trong nỗi đau khôn nguôi. Nàng tưởng tượng đến cảnh sum họp của Trọng, Vân, còn mình chỉ là linh hồn, xương trắng quê người, vật vờ cô độc, bất hạnh nhưng vẫn mang nặng lời thề, vẫn khát khao mong muốn được theo làn gió nhẹ, hiu hiu trên ngọn cỏ lá cây để trở về cõi thế, gặp lại người thương yêu. Duyên tình của Kiều đã hết, kỳ vật tình yêu cũng đã trao cho em, nhưng hồn của nàng vẫn chưa dứt nỗi chàng Kim, còn mang nặng lời thề trăm năm gắn bó. Thế mới biết nàng có tình yêu thủy chung mãnh liệt đến mức nào. Nàng trở nên cô đơn, tuyệt vọng, dự cảm được tương lai đầy bất hạnh của chính mình. Nghĩ đến đấy, Thúy Kiều tha thiết dặn em: dạ đài cách mặt khuất lời, dưới xin giọt nước cho người thác oan. Nay lo cho người đã xong, nàng mới nghĩ đến mình và thấy mình mệnh bạc. Dạ đài là nơi âm phủ tăm tối, trong cảnh ngộ cách mặt khuất lời, linh hồn Thúy Kiều vẫn khao khát nhận được sự cảm thông, tưởng nhớ của những người yêu thương, nên chỉ xin Trọng một chén nước để làm phép tẩy oan. Điều đó chứng tỏ Thúy Kiều vẫn khao khát được trở về cõi thế để chứng minh cho tình yêu bất diệt của mình. Hồn của nàng còn mang nặng lời thề, nên dù có chết đi cũng chẳng thể siêu thoát. Nàng đau đớn, sợ hãi trước tương lai mù mịt, thế mới thấy thật sự là giằng xé, thật sự là bi kịch. Dưới ngòi bút tài hoa sắc sảo của Nguyễn Du, Thúy Kiều hiện lên rất rõ là một cô gái nhạy cảm, vị tha và giàu lòng yêu thương. Qua nghệ thuật miêu tả nội tâm tài tình, thông qua lời đối thoại và độc thoại, nỗi đau và tâm hồn của Kiều càng được thể hiện tinh tế, khắc họa sống động, sâu sắc và đầy xúc cảm tâm trạng của Thúy Kiều khi tình yêu tan vỡ, nỗi đau đớn của người con gái bất hạnh này. Đoạn trích là những dòng thơ thể hiện bi kịch tình yêu bậc nhất trong truyện Kiều, qua đó bộc lộ phẩm chất cao quý của Thúy Kiều trong tình yêu. Trước sự tan vỡ của tình yêu, nàng làm tất cả những gì có thể làm được để người mình yêu được hạnh phúc, nhưng người đau khổ nhất vẫn là nàng. Nhờ thế mà đoạn trích đã thể hiện được tư tưởng nhân đạo của Nguyễn Du, nỗi cảm thông sâu sắc đối với những đau khổ và khát vọng hạnh phúc tình yêu của con người. Hết bài phân tích. Hy vọng với video này, thầy có thể giúp các em nâng cao khả năng làm văn phân tích của mình. Các em có thể tham khảo thêm các bài văn phân tích khác dưới phần mô tả. Thầy có để link để các em xem và tải tài liệu miễn phí. Chúc các em học tốt và cảm ơn các em đã lắng nghe. Các em hãy bấm like, đăng ký và nhận thông báo để cùng thầy nghe những bài văn đi cùng năm tháng.